Chào các bạn, trên tay mình đang là cái USB mở rộng dung lượng bộ nhớ cho iPhone cũng như là cái máy tính, thì một đầu nó là đầu USB 3.0 cho máy tính và đầu còn lại là cổng Lightning để các bạn có thể cắm vào iPhone. Thì cái USB này cũng tương tự như những sản phẩm khác của SanDisk hồi trước, thì họ có làm một cái sản phẩm cũng tên là iExpand Flash Drive có hình khối hộp hình vuông ở phía dưới này, nhưng bây giờ thì nó trở thành một cái thanh nhỏ như vậy. Thì đây là cái phiên bản mà mình không rõ là có được bán ở Việt Nam hay không, nhưng mà giá của nó thì có lẽ là sẽ rất là cao chứ không thấp đâu. Cái phiên bản mình đang có là phiên bản 32GB. Cũng như những cái USB khác cho điện thoại đặt cho iPhone thì các bạn cần phải cài một ứng dụng để sử dụng với lại thiết bị này. Và khi mà các bạn cài vô thì nó sẽ tự động nó mở cái ứng dụng lên khi mà chúng ta truy xuất. Và tất cả mọi thứ thì các bạn đều phải thông qua cái ứng dụng này chứ hoàn toàn không có thể sử dụng những ứng dụng khác, bởi vì giới hạn của hệ điều hành iOS. Ứng dụng của SanDisk nó dễ sử dụng hơn là cái ứng dụng của Lesa. Và đặc biệt là nó cũng có tính năng tự động sao lưu hình ảnh, tự động sao lưu video. Khi mà các cắm vô thì toàn bộ hình ảnh ở đây sẽ được chuyển qua cái USB này để phòng các bạn làm mất máy. Ngoài ra thì máy còn có một cái điểm đặc biệt hơn là nó hỗ trợ bảo mật. Các bạn muốn khóa file nào thì các bạn sẽ chọn khóa cái file đó lại, và những ai mà muốn mở thì họ sẽ phải nhập password hoặc là các bạn sẽ phải sử dụng cả bí vân tay. Thì để thực hiện cái điều đó thì bạn cần phải sử dụng trên máy tính, bạn thiết lập cái mật khẩu trên máy tính, sau đó đổi cái mật khẩu lại ở trên điện thoại. Rồi, xin cảm ơn các bạn.